Mình là Khánh, chuyên review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Các bạn có thể xem thêm nhiều video nữa mình đã review chi tiết tại YouTube kênh gốm sứ Bát Tràng. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.